Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học câu thơ tiếp theo của thơ số 23. Hôm qua chúng ta đã nói tới câu là nghe lỗi giận, nghe khen vui, bạn xấu đến, bạn hiền đi. Hôm nay chúng ta học cái câu tiếp theo, đó là nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người hiền lương dần gần gũi. Hai cái câu này nó là một cái cặp đối lập và đương nhiên là cái kết quả cũng khác nhau. Cái câu trên là nghe lỗi giận, nghe khen vui, tức là người mà thích nghe lời khen, định thấy người ta nói lỗi của mình thì lại giận dỗi, tức giận, nghe thấy người ta khen ngợi tán dương mình thì lại vui. Thì bạn xấu đến, bạn hiền đi. Bạn xấu đến thì trăm việc hư các con. Hôm qua thầy có kể câu chuyện các con nghe đấy. Hôm nay là nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Tức là khi được người khác khen ngợi, tán dương mình. Tức là được người sủng ái mà lo sợ. Thì cái người này là người có tu dưỡng. Người này là người có đức hạnh. Vậy thì người có tu dưỡng, người có đức hạnh thì người hiền lương dần gần gũi, người tốt sẽ đến bên chúng ta, dần dần sẽ đến cạnh chúng ta để hỗ trợ chúng ta, trợ lực cho chúng ta, giúp sức cho chúng ta. Đấy. Hai cái câu này chúng ta nên đọc đi đọc lại không? Bởi vì nghe khen bây giờ vẫn thích mà, đúng không? Đang nghe khen vẫn thích, nghe chê thì vẫn khó chịu, cho nên đây là cả một quá trình tu dưỡng của con. Các con nghĩ mà xem, tất cả những gì, những cái năng lực của chúng ta có được đâu phải chúng ta tài giỏi đâu, không phải là do chúng ta tài giỏi. Cha mẹ nuôi dưỡng, thầy cô dạy dỗ, đất nước tài bồi vun bồi cho chúng ta, bản thân chúng ta cũng nỗ lực, nhưng mà đều là do rất nhiều người giúp đỡ, giúp sức cho chúng ta. Trong đó có khi còn có cả sự giúp sức của bạn bè này, có cả sự giúp sức của cô dì chú bác, anh em bên nội bên ngoại, thì chúng ta mới được như thế. Chứ không phải là chúng ta tài giỏi cái gì mà chúng ta làm được những cái việc như vậy. Cho nên là trong cái tài năng của chúng ta, những cái mà có thể nói là đáng được khen ngợi thì không phải chỉ riêng dành cho chúng ta đâu. Cho nên khi được người khác khen ngợi, tán dương chúng ta thì phải biết lo sợ. Bởi vì thực tế là không dám nhận. Những cái mà thuộc về tài năng, những cái gì mà đáng khen ngợi, chúng ta không phải chỉ riêng chúng ta mà có được. Cái này gọi là cái vinh quang này phải dành cho cha mẹ, phải dành cho thầy cô, phải dành cho tất cả mọi người mới đúng. Nhưng chúng ta thì được đặc biệt khen ngợi thì chúng ta phải biết lo sợ. Người xưa có nói tới cái việc là âm đức và dương đức để các con. Tích âm đức. Âm đức là những cái đức hạnh của chúng ta, chúng ta làm ra mà không có ai khen ngợi, không ai biết, cứ âm thầm mà làm, không có ai biết cả. Chúng ta làm việc tốt, việc này việc kia không có ai biết, cứ âm thầm mà làm, không cần phải ai khen ngợi cả, không cần phải ai chứng minh khẳng định chúng ta cả, mà chúng ta thấy việc tốt nên làm thì cứ làm thôi, không có đăng Zalo, không có đăng Facebook, không có phải khoe người này khoe người khác, không cần ai biết hết, không cần khen ngợi. Thì đây chính là tích âm đức, người biết tích âm đức. Còn khi chúng ta làm một cái việc gì đó mà người ta khen, người ta tung hô, sẽ là phóng viên rồi các thứ đến họ tuyên truyền, họ quảng bá cho chúng ta, thì cái này là dương đức, là dương thiện. Những cái này thì chúng ta hưởng ngay lập tức. À, được khen ngợi là tiêu phước. Nói vậy không biết chúng ta có hiểu không? Cho nên cái người mà có tu dưỡng, người ta biết, người ta không có, người ta là tích
công bồi đức, tích âm đức. Có phước nhưng không dám nhận. Các con thấy ở chỗ này là nghe khen sợ. Đây là người thực sự là có tu dưỡng. Nghe lỗi lại vui. May quá có người chỉ lỗi cho mình. Các con nghĩ mà xem, ngoài cha mẹ và thầy cô ra thì có mấy người chỉ lỗi cho mình. Đặc biệt là ngày nay rồi, chúng ta nghe khen nhiều quen rồi, nghe thấy ai nói lỗi của mình là khó chịu rồi. Cho nên người ta cũng sợ kết oán với mình, người ta không dám nói lỗi đâu. Cho nên cầu người khác chỉ lỗi cho mình là cũng là một việc không hề dễ dàng. Nếu như được người chỉ lỗi cho mình thì chúng ta phải thường thân cận bạn tốt, bạn lành, thường thân cận người tốt. Vậy thì chốc nữa thầy sẽ nói các con như thế nào là người tốt. Người xấu hôm qua nói rồi, có ba loại. Loại thứ nhất là tâm địa bất chính. Loại thứ hai là đâm chọc sau lưng, thiếu quyết đoán, năm cũng ngử tư cũng gật, gió chiều nào theo chiều đấy. Bạn xấu đấy. Cái loại bạn xấu thứ ba là nịnh nọt a dua, nói những lời hoa mỹ sao giống. Nếu mà chúng ta mà cứ nghe lỗi giận, nghe khen vui thì những cái người bạn này họ sẽ tới gần chúng ta. Mà các con biết rồi, bạn tốt thì bao nhiêu cũng thiếu, nhưng bạn xấu chỉ cần một người thôi là nó cũng làm cho chúng ta thất điên bát đảo, không về đùa đâu. Cho nên là chúng ta phải học tập nghiêm túc, phải là người có tu dưỡng, phải là người mà trước tiên là phải hiếu thảo đối với ông bà, đối với cha mẹ của mình. Phải là người có tâm địa tốt. Chúng ta mà tốt thì chắc chắn là sẽ có người tốt đến bên chúng ta, người hiền lương dần gần gũi. Cái điều này là người xưa khẳng định rồi. Ngày xưa có một cái câu là chúng tinh phục nguyệt, hay là chúng tinh cộng nguyệt. Có nghĩa là nhiều ngôi sao tôn cái vầng trăng sáng lên. Cũng giống như là có nhiều người mà cung kính một người, mà họ ở bên một cái người đó, họ sùng bái, tôn sùng một cái người nào đó, đến bên cái người đó người ta tôn sùng. Tức là bản thân chúng ta phải tốt thì tự nhiên sẽ có những người đồng chí hướng đến bên chúng ta. Cũng có nhiều người đồng chí hướng đấy, mà nó lại theo cái chiều ngược lại. Tức là chúng ta không có tu dưỡng, thích chơi với bạn xấu, tâm địa xấu, thì chắc chắn là sẽ chiêu cảm những người bạn xấu đến bên mình. Hay nói dối thì sẽ gặp người hay nói dối. Hay đánh nhau thì sẽ gặp chơi với những người hay đánh nhau. Lười biếng không chịu học hành thì sẽ gặp những người lười biếng không chịu học hành. Đấy. Chắc chắn là như thế. Các con nghĩ xem, chúng ta là chăm chỉ, siêng năng, học tập thì làm sao mà chơi với người lười biếng được. Cho nên khi tâm địa chúng ta mà tốt, là một người tốt, là người lương thiện, thì chắc chắn là những người tốt, những người lương thiện sẽ đến bên chúng ta. Đây là cái gì ạ? Đây là cái đạo lý của cái sự chiêu cảm đấy các con. Chiêu cảm mà tới. Những người nghiện rượu thì thích chơi với người nghiện rượu, thế mới có bạn rượu chứ, đúng không? Những người thích hút thuốc thì phải có người hút thuốc đến chơi cùng. Đấy. Chắc chắn là như thế. Trong giáo huấn của Thánh Hiền có một cái câu là y báo thì tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là tâm địa của chúng ta. Y báo là hoàn cảnh sống, là môi trường xung quanh, là nơi làm việc, nơi học tập, nơi chúng ta ở hàng ngày. Chánh báo mà tốt có nghĩa là tâm địa chúng ta tốt thì y báo sẽ chuyển theo. Cũng giống như người mà ưa sạch sẽ thì họ ở cái chỗ nào, cái chỗ đấy cũng sẽ sạch sẽ, gọn gàng. Cái người mà luộm thuộm thì đến chỗ nào nó cũng lôi thôi luộm thuộm, cho dù có vào khách sạn 5 sao đi chăng nữa thì một ngày thôi thì nó cũng lộn xộn hết cả lên. Còn cái người mà cái tâm địa tốt đấy các con, cái người mà ưa sạch sẽ thì họ đến cái nơi mà luộm thuộm
thì chỉ có 1-2 ngày thôi là nó trở nên sạch sẽ, gọn gàng. Cho nên nó tùy theo cái tâm cảnh của chúng ta, nó chuyển cái hoàn cảnh sống của chúng ta. Tùy theo cái tâm cảnh của chúng ta mà nó sẽ chiêu cảm bạn bè tốt hay là xấu đến với chúng ta. Thì cái này các con phải biết. Có nhiều người bảo sao mà xung quanh toàn người xấu, phải kiểm điểm lại chính mình. Nhưng có người thì họ nhìn thấy ai cũng là người tốt, xung quanh mình sao lại có nhiều người tốt thế? Thì như vậy có nghĩa là gì? Họ cũng có một chút tu dưỡng, đúng không các con? Đấy, cái tâm tốt thì chiêu cảm bạn tốt tới. Cho nên cái người mà nghe khen sợ, mà sợ là sợ thật đấy, không phải sợ giả đâu nhé. Không phải là sợ giả đâu. Bảo thôi anh đừng khen tôi sợ lắm, nhưng mà trong tâm thì lại rất thích khen, thì nó vẫn chưa thật. Được một chút thôi, nói ra miệng thôi nhưng chưa thật. Phải làm sao để đến lúc chúng ta cảm nhận được đúng là nghe khen là chúng ta thấy sợ thật, bởi vì không xứng đáng được nhận lời khen đó. Hôm trước thầy có phòng giáo dục có đề xuất là Bộ Giáo dục khen là có một chút thành tích trong cái chống bão đấy, bão Yagi số 3 vừa rồi đấy. Thầy nghe mà thầy cũng thấy sợ thật. Thế là thầy mới hỏi thầy Vọng Tây: thưa thầy, bây giờ như thế thì con có làm hồ sơ để khen không? Thầy bảo có chứ. Thầy bảo có chứ. Thầy kể cho thầy nghe cái câu chuyện mà từ cống với từ lộ đấy. Thôi bây giờ do xã hội nó như thế này thì mình cũng cần phải làm để cho người thế gian người ta cũng thấy là làm việc tốt nó có quả báo tốt. Thế thì làm đấy. Thế đôi khi thì chúng ta cũng phải làm như thế, bởi vì là học tập đúng là phải có trí tuệ các con. Cho nên ở chỗ này chúng ta phải chú ý này, chú ý cái việc là quan trọng nhất là cái nội tâm của chúng ta như thế nào thì sẽ chiêu cảm bạn tốt tới. Bạn tốt thì cũng có thể nói tóm lại là nó có ba loại, con phải xem cái ba loại bạn tốt, xem xung quanh chúng ta xem là ba loại bạn tốt này có hay không. Bạn thứ nhất là bạn chính trực thẳng thắn. À, chính trực thẳng thắn, không a dua nịnh bợ, nói lời chính trực, đúng người nhân, người kính sợ, nói thẳng lời không rẻ nịnh. Đây là người chính trực. Đây là bạn tốt thứ nhất. Thấy lỗi của mình là chỉ lỗi cho mình. Đây là bạn tốt. Muốn mình tốt lên. Con thấy không? Bạn tốt thứ hai là bạn khoan dung độ lượng, có chừng mực, sẵn sàng tha thứ cho những cái lỗi lầm của chúng ta hoặc cho người khác. Những người này là người có tâm lượng rộng lớn, bao dung độ lượng, không chấp nhận, sống sinh hoạt lời nói việc làm có chừng mực. Bạn tốt thứ ba là người có học vấn ham hiểu biết, các bạn có học vấn ham hiểu biết. Vậy thì thầy nói thế này, chúng ta đừng có mong cầu tìm cái người bạn tốt mà có ba cái điểm như thế này, không cần phải mong cầu đâu các con, mà chúng ta phải mong chính chúng ta thay đổi, chúng ta là những người như thế. À, chúng ta là những người chính trực, chúng ta là những người khoan dung độ lượng, chúng ta là những người mà có học vấn ham hiểu biết. Chắc chắn những người này không cần cầu họ cũng đến với chúng ta thôi, chắc chắn là như thế. Bởi vì cái đạo lý gì, chiêu cảm lúc nãy thầy nói, chúng ta tốt thì chắc chắn là những bạn tốt tương tự như thế sẽ đến với chúng ta. Cho nên là khi học đến cái câu này thì thầy nghĩ rằng là chúng ta nên đọc đi đọc lại nhiều lần để chúng ta có cái sự chiêm nghiệm. Nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người hiền lương dần gần gũi. Hôm nay chúng ta dừng bài học ở đây. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.